Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Dự lễ có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Các đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Lãnh đạo tỉnh có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh các khóa, các vị chức sắc tôn giáo, đại biểu dân tộc, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, nhà đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh. Tại lễ kỷ niệm thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các đại biểu được ôn lại những chặng đường phát triển của tỉnh trong 30 năm qua. Qua chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, qua phim tài liệu Vươn tầm ra biển lớn và qua những phát biểu của các lãnh đạo tỉnh từng thời kỳ. Một Bà Rịa Vũng Tàu được khắc họa đậm nét với sức bật mạnh mẽ không ngơi nghỉ xuyên suốt 30 năm xây dựng, phát triển. Để vượt qua hoàn cảnh đó, các thế hệ lãnh đạo của tỉnh, đặc biệt là trong hai nhiệm kỳ đầu, đã xác định đúng đắn và phát huy cao độ yếu tố nội sinh. Đó là nhận diện đúng tiềm năng, lợi thế cho yêu cầu phát triển căn bản và dài hạn. Hai là quyết định chính trị đúng qua mỗi kỳ đại hội về cơ cấu kinh tế xã hội, lựa chọn diện, điểm để đột phá, xác định những bước đi cần ưu tiên, vân vân. Chủ động tìm tòi để tạo điều kiện cần và đủ nhằm đáp ứng cho những đòi hỏi của thực tiễn đang đặt ra. Nhìn lại chặng đường 30 năm, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thành quả 30 năm có sự đóng góp to lớn về tâm sức, trí tuệ của các thế hệ cán bộ, dân, quân và cộng đồng doanh nghiệp để tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát triển toàn diện trên các lĩnh vực như hôm nay. Chặng đường 30 năm trải qua nhiều thế hệ nối tiếp nhưng đều chung một khát vọng và cùng chung một tầm nhìn, đó là xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển cao. GRDP của tỉnh luôn trong top đầu của cả nước. Đặc biệt, năm 2021 là năm khó khăn nhất, bị tác động nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19. Sản lượng khai thác dầu khí giảm gần 30% so với năm 2015. Kinh tế du lịch giảm sâu so với năm 2020, nhưng nền kinh tế của Bà Rịa Vũng Tàu vẫn phát triển. GRDP bình quân đầu người, không tính dầu thô của Bà Rịa Vũng Tàu, khoảng 7.000 đô la Mỹ, cao gấp 2 lần mức bình quân chung cả nước. Bà Rịa Vũng Tàu đứng trong nhóm 5 địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước. Tỷ lệ đô thị hóa của Bà Rịa Vũng Tàu thuộc nhóm cao hàng đầu cả nước với 60% dân số đô thị, trong khi bình quân cả nước 40%. Diện mạo nông thôn cũng được nâng tầm tương xứng. Các chính sách chăm lo phát triển con người luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm, với quan điểm người dân vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của sự phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm chỉ còn 0,05%. Văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm và tập trung nguồn lực đầu tư. Nhiều chỉ số về phúc lợi xã hội nổi trội so với mặt bằng chung của cả nước. Các chính sách cho người có công, chính sách an sinh và mạng lưới bảo trợ xã hội ngày càng được hoàn thiện. Với những thành tựu hết sức to lớn của những năm vừa qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu như Huân chương Lao động hạng nhất năm 2001, Huân chương Lao động hạng ba năm 2020, hai lần đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh vào năm 2006 và năm 2011, cờ thi đua của Chính phủ năm 2014 và năm 2018, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Bà Rịa Vũng Tàu được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương độc lập hạng nhất. Đây chính là động lực quan trọng để Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, trong đó tập trung thực hiện mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, đứng trong top đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt được trong 30 năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh, những thành quả mà Bà Rịa Vũng Tàu có được hôm nay là kết quả của sự ươm trồng và vun đắp, sự cống hiến, hy sinh và cả mất mát của nhiều thế hệ. Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Thủ tướng cũng nhắc nhở, địa phương không được chủ quan, lơ là, mà càng phải đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng, cố gắng nhiều hơn nữa,
quyết tâm hơn gấp nhiều lần để bù đắp những thiệt hại vừa qua. Với truyền thống cách mạng của mình, với những nền tảng đã tạo dựng được, với tiềm năng lợi thế sẵn có, với tinh thần đoàn kết và sáng tạo, với niềm tin của nhân dân, với Đảng bộ chính quyền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục đoàn kết rồi thì phải đoàn kết thống nhất hơn nữa. Đã cố gắng rồi nhưng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đã có quyết tâm chính trị cao rồi nhưng mà phải cao hơn nữa. Đã nỗ lực phấn đấu nhiều rồi nhưng vẫn phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa. Đã hành động quyết liệt nhưng phải tiếp tục quyết liệt hiệu quả hơn nữa. Đã thành công rồi nhưng mà phải thành công nhiều hơn nữa. Để mang đến cho cuộc sống của người dân ngày càng ấm no hạnh phúc và đầy đủ hơn nữa. Đó là cái mong muốn nhất của lãnh đạo Đảng nhà nước. Góp phần tạo ra khí thế mới, vận hội mới cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Cũng nhân lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 26.000 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ đô la Mỹ.